có bao nhiêu giá trị nguyên nè của M để cái phương trình logic này có hai nghiệm phân biệt nè. Thì mình viết lại đề logic căn 2 x trừ 1 bằng logic 2m x trừ 8. Thì nhớ giùm em, giải logic thì phải nhớ có điều kiện. Thứ nhất, A lớn hơn 0 khác 1 chưa? A lớn hơn 0 khác 1 chưa? Chốt. Vậy B phải lớn hơn 0, lớn hơn 0. Mà đây là phương trình thì một trong hai thằng này, một thằng lớn không là được rồi. Chọn thằng nào, thằng trái hay bằng phải? Tại sao không chọn thằng phải đi cho đời nó vui? Đó được rồi. X trừ 1 lớn hơn 0, vậy tương đương x lớn hơn 1. X lớn hơn 1, vậy x thuộc từ 1 đến có kịp chỗ này chưa? Đó, cẩn thận cái khoảng này. Sau đó giải nè, thằng căn 2 này có phải là 2 mũ 1 phần 2 không? Thôi làm chậm đi. Mày gật chứ. 2 1 mũ 1 phần 2. Chốt chỗ này chưa? Chốt chưa? Mang ra ngoài làm bơn làm phước ở đây nằm ở dưới nha. Mang ra ngoài nó vẫn nằm ở dưới giùm em nha. 1 phần 1 phần 2 ra bao nhiêu? 2 đúng không? 2 mà chuyển lên đây ra mũ. Mũ mấy? Thôi làm chậm đi. Dừng rồi. Chốt chỗ này chưa? Hỏi cái này chưa? Ai? Mang vô đây ra gì? Logarit 2x trừ 1 tất cả mũ 2 bằng logarit 2mx trừ 8. Chốt. Nhân. Vậy mình sẽ có x trừ 1 tất cả bình bằng mx trừ 8. Thẳng thức, đọc. X bình cộng y trừ 2x 1 cộng 1. Sau đó chuyển qua hết một quế giùm em đi. Ra x bình chuyển qua là đặt trừ ra ngoài luôn. Chuyển qua là trừ cộng 9 bằng 0. Đẹp chưa? Đó, mà mình hồi nãy mình nói x thuộc từ bao nhiêu, từ 1 đến cộng vô cùng đúng không? Nghĩ ngay đến cô lập M liền. Cái bài này cô lập được, tại M nằm trong đây thôi à, nó không có nằm chỗ khác. Bắt đầu chuyển nè, tôi chuyển cái này qua đây nè, để cho mất dấu trừ thôi nha chị. Chị phải hình dung nha. Vậy mình sẽ có gì? 2 cộng M x bằng, chuyển cái đống này qua đây nè, ra x bình cộng 9, hiểu chỗ này chưa? Này nhân đúng không? Chuyển qua thằng gì? Chia thì cái x của mình nằm ở dưới đâu? Dưới mẫu. Mà nhớ mẫu nó phải, mẫu là mẹ mày á, phải khác. Khác không mà mình xét từ 1 đến cộng vô cùng có khác không chưa? Khác không rồi mình chuyển được. Mẹ mình nghe ngang chứ không phải muốn chuyển đâu, chuyển. Chốt. Sau đó bằng tiếp giùm em đi. Mẫu số chung tách thành mẫu số riêng. Ra gì? X cộng 9 phần x. Chốt. Rồi sau đó đây là 2 cộng m, đặt nguyên cái đống này là fx. Vậy fx của mình bằng gì? X cộng 9 phần x với mọi x thuộc từ 1 đến cộng vô cùng. Sau đó tính y phải bằng 9 phần x. Chốt. Sau đó cho y phải bằng 0 bằng cách phân phối lên đi mẫu số chung. Thằng này khác không rồi đúng không? Vậy cho này lên ở trên nó bằng 0 thôi. Không biết bấm máy tính. Sau đó vẽ x, fx, fx đều vô cùng, cộng vô cùng, xếp nghiệm. 0, 0, bật máy. Trăm. Mà mình xét từ đâu thôi? 1 nằm đây đúng không? Bỏ cái đống này đi. Bị gì? Bị xuống nè, bị lên nè. Tiếp, đâu rồi? Rồi bấm cho lại cái này. Tại đang tính FX nè, FX nào ở đây nè. Bấm y chang. Bấm máy tính hồi nãy cái này ra bao nhiêu? 10 nè. Này ra 6 nè, ra cộng vô cùng nè. Rồi nhìn vô, đề bài kêu gì? Có mấy nghiệm phân biệt? Có hai nghiệm phân biệt. Muốn có hai nghiệm phân biệt thì nó phải cắt cái thằng này mấy điểm. Cái này là đường thẳng y nè,
y bằng 2 cộng m là cái đường thẳng nằm ngang á. Vậy cái đường thẳng nằm ngang này phải cắt cái này mấy mấy điểm mới có hai nghiệm phân biệt? 2. Ở đây được không? Không. Ở ngay số 6 được không? Không. Ngay số 6 mấy nghiệm? Ngay cái số ngay đây được không? Vậy nó phải lớn hơn bằng, vậy là 2 cộng m lớn hơn, có bằng 6 được không? Không, nếu bằng 6 là có 1 nghiệm thôi. Nhỏ hơn bằng 10 được không? Bằng 10 được không? Suy nghĩ coi. Không, bởi vì đây nè chị, ngay giá trị 1 nó không có nhận cái thằng này. Thấy rõ chưa? Vậy không có dấu bằng nha, cẩn thận mấy cái chỗ này dễ bị sai lắm. Rồi, giải cái đống này. 6 nhỏ hơn 2m, sau đó giải cái đống này. 10 cộng 2 cộng m nhỏ hơn 10. Rồi giải ra chuyển với đôi dấu đi ra nhiêu? M lớn hơn 4. M nhỏ hơn 8. Vậy m sẽ tương đương m lớn hơn 4 nhỏ hơn 8. Mà m của mình lấy số gì? Số nguyên. Vậy m của mình thuộc nhiêu? 4 mà lấy gì bà? Cái gì?